Hãy chú ý, tôi đã nhặt được một viên đá rất nhỏ trong số hàng ngàn viên đá. Bạn có tin được không? Đó là hòn đá rách nát và xấu xí này. Thực ra nó đã trải qua hàng vạn năm mưa gió, hấp thụ tinh hoa của thiên nhiên. Mặc dù xấu xí, nhưng sau khi đến tay người thợ điêu khắc, được thiết kế cẩn thận, sẽ thành đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp. Tục ngữ nói, ngọc bất trác, bất thành khí. Hôm nay tôi sẽ dùng viên đá này để làm móng tay cho một cô gái sinh năm 2000. Cô gái nói là tặng quà sinh nhật cho mẹ. Cô ấy tình cờ gặp được tôi, đã xem video tôi làm vòng tay, rất thích. Cô gái nói quà tặng là phải có ý nghĩa, vừa có vẻ quý giá, hơn 10 ngày nữa là sinh nhật của mẹ. Bởi vì là năm bản mệnh, cô ấy nghĩ những món quà thông thường quá nhàm chán, muốn tặng một món quà độc đáo và sáng tạo. Vừa vặn theo dõi kênh tôi, lại nghĩ đến mẹ thường thích đồ thủ công mỹ nghệ. Thế là liên hệ tôi, đã đặt hàng vòng tay Linh Chi Tưởng Vân. Vòng tay từ xưa đến nay đều là biểu tượng của hạnh phúc, khắc những đám mây tốt lành, cũng là bởi vì trong tên của mẹ có một chữ mây. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, nấm linh chi mang lại may mắn, hàm ý của sức khỏe và tuổi thọ, ý nghĩa tổng thể rất tốt. Mong mẹ được tự do như mây trắng, sống lâu như linh chi, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Cô gái cũng hy vọng chiếc vòng tay này có thể đại diện cho chính mình, mỗi ngày ở bên cạnh bà ấy. Đến đây cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn bạn đã xem tác phẩm của tôi. Bạn không chọn xem trai đẹp gái đẹp, mà chọn xem một nghệ nhân. Bạn ơi, chiếc vòng tay này, tôi đã làm điều đó trong 2 ngày. Đây cũng là mẫu vòng tay hài lòng nhất mà tôi từng làm. Nhưng làm thì quá rắc rối. Một số người xem xong video của tôi thì bỏ đi. Có người chưa xem xong thì cho tôi một trái tim nhỏ màu đỏ. Bởi vì họ biết cuộc sống không dễ dàng. Mặc dù video chỉ có vài phút, nhưng nó thực sự phức tạp. Lúc đầu khi thiết kế nó, tôi cảm thấy chiếc vòng tay chúng ta thường đeo cũng quá đơn điệu. Cái này không chỉ linh hoạt, không dễ bị hỏng, cũng không phải là dùng để sản xuất hàng loạt. Vì vậy nó có linh hồn và ý nghĩa rất khác biệt. Phải khắc và vẽ bằng tay mới đẹp. Có thể bạn sẽ không ở lại lâu sau khi xem video, sau này sẽ không xem được video của tôi nữa. Chúc mọi người thành công trong suốt quãng đời còn lại. Sức khỏe dồi dào, tự do tài chính. Người lạ ơi, tôi mất hàng chục giờ từ khi quay đến khi khắc xong. Mọi người có thể dành 1 giây để bấm một trái tim màu đỏ không? Ủng hộ người thợ thủ công. Cảm ơn mọi người.